Hello, xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Thì trong video ngày hôm nay, Vân Anh sẽ chia sẻ cho mọi người những cái bí quyết, những cái cách đơn giản nhất để có thể loại bỏ mùi thức ăn bám ở trên quần áo. Đặc biệt là mỗi dịp mà Tết đến xuân về, người người nhà nhà rồi cùng nhau quây quần bên nhau, cùng nhau nấu nướng để cùng nhau đón năm mới ấy, thì rất khó để có thể tránh được cái mùi thức ăn nó bám ở trên quần áo. Mà các bạn biết đấy, cứ mỗi dịp Tết đến là như nhà Vân Anh ấy, thì nói chung là đúng là ngày Tết mà được nghỉ ngơi nên là ăn uống rất là nhiều, cùng nhau tụ tập nấu ăn uống rất là nhiều, và những cái mùi dầu mỡ rồi mùi thức ăn nó bám trên quần áo thì chắc chắn Vân Anh nghĩ sẽ không ai có thể tránh khỏi được. Vậy làm thế nào để loại bỏ những cái mùi thức ăn bám ở trên quần áo thì hãy cùng Vân Anh đi hết video này nha. Mẹo đầu tiên để giúp loại bỏ cái mùi thức ăn bám ở trên quần áo, mẹo này mà vừa đơn giản mà lại rất là thông dụng và rất là dễ kiếm và chi phí còn rất là rẻ, đó chính là sử dụng vỏ bưởi. Thì trong quá trình chúng ta nấu ăn ấy, chúng ta hãy bỏ vỏ bưởi vào trong túi quần hay trong túi áo, thì khi mà chúng ta nấu ăn thì nó sẽ giúp loại bỏ được cái mùi dầu mỡ, mùi thức ăn để không bị bám lên trên quần áo. Và Vân Anh nghĩ là cái cách này thì sẽ là rất là đơn giản nhất, tại vì là cái vỏ bưởi thì nó rất là thông dụng, rất là dễ kiếm, không khó kiếm, nhà nhà người người không khó kiếm cái vỏ bưởi đấy. Thì mọi người hãy thử cái vỏ bưởi này nhá. Mẹo thứ hai đó chính là sử dụng bã cà phê. Có những bã cà phê như cà phê phin, những cà phê gà tan thì chắc chắn là không có rồi. Thì có những khi mà chúng ta sử dụng cà phê xong thì chắc chắn là chúng ta sẽ bỏ bã đi, phải không ạ? Thì mọi người hãy giữ lại cái bã cà phê đấy cho một cái túi lọc, xong nó bỏ vào quần áo rồi bỏ vào túi quần của chúng ta cũng được. Thì trong quá trình nấu ăn nó cũng sẽ giúp loại bỏ cái mùi thức ăn ở trên người, trên quần áo, cơ thể chúng ta. Và có thể là mọi người chưa biết là khi mà chúng ta chỉ cần có một chút bã cà phê thôi thì nó cũng sẽ giúp cái căn phòng hay là giúp cái không gian của chúng ta, nó cũng sẽ loại bỏ tất cả cái mùi hôi, chứ không riêng gì cái mùi bám trên thức ăn. Thì mọi người có thể bỏ lại và để một chỗ nào đó, rồi khi mà nó tỏa ra thì cái trong phòng của mình nó cũng có hương thơm của hương vị cà phê và nó không còn có mùi hôi nữa cả ở trong phòng nữa. Và thật ra là có nhiều người thì hay có đam mê sử dụng cà phê phin thì sẽ có bã, nhưng có nhiều nhà thì đa phần là dùng cà phê hòa tan thì không có. Thì mọi người cũng có thể áp dụng cái cách này nha, rất là hiệu quả mà lại còn thơm từ người, rồi thơm phòng, rồi thơm khắp không gian của mình nữa. Mẹo thứ ba là sử dụng rượu vodka. Nghe có vẻ hơi vô lý một chút, và có lẽ là cái mẹo này cũng ít thông dụng, nhưng mà nó cũng hiệu quả nha. Khi mà chúng ta nấu ăn mà lỡ có mùi thức ăn mà bám lên trên quần áo rồi ấy, thì chúng ta có thể bỏ một ít rượu vodka vào trong bình xịt, xong đó xịt lên quần áo. Tất nhiên là xịt một lượng vừa thôi, ít thôi, đừng có xịt nhiều quá. Sau đó chúng ta treo lên một cái chỗ nó thoáng, thì khi mà mùi rượu bay đi thì cũng chính là lúc mà cái mùi thức ăn cũng sẽ bay đi, không còn nữa. Nhiều khi là chúng ta bị bám mùi thức ăn nhưng mà chưa kịp giặt, hay là giặt sợ không khô, thì chúng ta cũng hãy áp dụng thử mẹo trên nhé. Và mẹo cuối cùng đó là mọi người có thể sử dụng tinh dầu nước hoa. Tinh dầu nước hoa thì vừa giúp chúng ta tạo hương thơm và vừa giúp chúng ta loại bỏ những cái mùi thức ăn hay kể cả mùi trên cơ thể rất là hiệu quả. Và đấy cũng là cách khá là nhanh và tạo cho mình một cái cảm giác nó có mùi thơm ở trên cơ thể nữa, và nó cũng không có bị bám mùi thức ăn. Tuy nhiên là khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta hãy dùng một lượng vừa đủ thôi, và nên chọn những cái mùi hương nhẹ thôi và sử dụng lượng vừa đủ thôi, đừng quá nhiều. Vì đôi khi chúng ta lạm dụng quá nhiều nó sẽ phản tác dụng, và nó nồng quá nó sẽ phản tác dụng, nó không hiệu quả đâu. Thì mọi người hãy thử áp dụng những cái cách, những cái mẹo mà Vân Anh vừa chỉ nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.